ngủ trưa dài tăng nguy cơ đau tim, tiểu đường. Người ngủ trưa hơn 1 giờ mỗi ngày nhiều khả năng phát triển bệnh tiểu đường type 2 cũng như rủi ro cho sức khỏe tim mạch. Theo Health Day, trong khi ngủ đủ giấc mang lại những lợi ích quan trọng cho sức khỏe thì ngủ quá nhiều vào ban ngày lại gây ảnh hưởng xấu. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo đã phân tích 21 nghiên cứu trên hơn 307.000 người. Kết quả cho thấy những người có giấc ngủ trưa dài và buồn ngủ vào ban ngày quá mức có liên quan đến việc tăng nguy cơ gây nên hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa bao gồm các bệnh như huyết áp cao, tăng cholesterol, tăng lượng đường trong máu và mỡ thừa quanh vòng eo. Nguy cơ cao diễn ra mạnh ở những người ngủ trưa nhiều hơn 40 phút. Với những người ngủ hơn 90 phút, rủi ro tăng lên đến 50%. Tiến sĩ Tomohai Yamada, tác giả chính nghiên cứu, cho biết việc làm rõ mối quan hệ của giấc ngủ và hội chứng chuyển hóa có thể đưa ra những chiến lược điều trị mới, đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh chuyển hóa gia tăng nhanh trên toàn cầu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 1/3 số người trưởng thành của nước này không ngủ đủ giấc. Các chuyên gia khuyến cáo nên có giấc ngủ trưa từ 20 đến 30 phút để tăng cường sự tỉnh táo và mang lại lợi ích cho sức khỏe.